hơn vậy đó nè. Trời ơi, cái hột mưa nè các bạn. Coi nè. Hột mưa mà nó cỡ này là nó gõ vô xe nghe bóp 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 luôn á. Xin chào tất cả mọi người. Bữa nay là ở bên Mỹ này đang mưa đá, mình ra mình quay cho các bạn xem nè. Đó các bạn xem nè. Nè, rớt cái cục luôn nè các bạn thấy không? Đó 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 đó. Đó, mưa cục nào cũng nét bành bành luôn. Đó. Nè mọi người thấy không? Nè đó, đó, thấy chưa? Đang bão á mọi người. Đó, mưa đá. Các bạn có thấy mưa đá lần nào chưa? Đó nè nè các bạn xem nè. Đó. Thấy không? Cục nào cũng nét to 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 vậy thấy không? Đó. Hả? Ở đâu? Wow, trời các bạn thấy không? Ghê chưa? Nè, nghe bóc bóc luôn không? Thấy nó gõ vô cái kiến bóc bóc luôn không? Đó, đó. Mưa đá đó các bạn. Ghê chưa? Lần đầu tiên mình thấy mưa đá luôn á. Quá wow, trời coi kìa. Wow. Coi kìa các bạn. Nè các bạn nè, nhìn thấy không? Trắng trắng đó. Trắng trắng đó là mưa đá đó, các cục đá trâu ở sấm sét. Ghê quá. Ý. Ông xã mình nói là bên đây mà mưa rồi nó sấm sét ghê lắm, nó sấm sét còn hơn là bên Việt Nam mình luôn á. Coi nè. Ghê quá, thôi đi vô. Đá đó các bạn ơi, quá trời luôn, các bạn thấy không? Trắng trắng ở dưới nè, cục bự 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 nè, thấy không? Mình không có ra ngoài mình lấy cho các bạn xem được nè, đó. Cục nọc mấy đó nó rớt các bạn thấy không? Lỗ đậu luôn á. Wow. Lần đầu tiên thấy mưa đá luôn á mọi người. Ghê quá. Đang dông tố hết rồi. Bây giờ là cái cục mưa đá nó nhỏ lại rồi. Lạnh quá. Ra mình quay cho các bạn xem mấy cái cục mưa đá nó bự tới cỡ nào nha. Coi nè. Trời ơi. Nó to nè. Trời ơi. Cái này là nó tan bớt rồi đó. Hồi nãy nó to hơn vậy đó nè. Trời ơi, cái hột mưa nè các bạn. Coi nè. Hột mưa mà nó cỡ này là nó gõ vô xe nghe bóp 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 luôn á. Trời ơi, cái nè. Trời ơi, có hột mưa nè. Trời ơi. Hột mưa nè, hột nào hột nấy chà bá lửa luôn. Nãy giờ là nó tan bớt rồi, hồi nãy mọi người thấy. Nè em quay nó trắng trắng rồi, bây giờ nó tan bớt rồi đó. Nó còn vậy á, lắc rồi đi vô. Quay hành gì hồi nãy thấy mưa đá, cái hành gì đang ngồi ở dưới nhà, cái dưới trên sàn nhà đó. Hành gì bò lên đây, hành gì đứng đây dòm ra ngoài cửa sổ. Ó ó ó ó rồi mọi người. Ghê không? Hay thì giỏi lắm á. Nó nghe mưa mà gõ nghe bóp 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 bóp, cái ảnh bò lên. Anh đi coi mưa đá, cái anh đứng anh ó ó. Mà hồi nãy em lo quay ở trước, em không quay qua ảnh mặt ảnh được. Không biết lúc đó cái mặt làm sao ha. Bây giờ quay lên nói với cô chú cho cô chú biết đi. Anh đi. Cảm nhận mưa đá sao con? Hả? Ghê ghê. Cảm nhận mưa đá sao con? Con thấy nó làm sao? Hả? Con thấy nó làm sao? Ừ. Thấy nó làm sao? Thấy nó lạ không? À? Thấy nó lạ không mà sao đang chơi mà chạy lên coi mưa đá vậy? Ừ. À? Cho mẹ biết cảm nhận coi. Cảm nhận lần đầu tiên thấy mưa đá làm sao con? À? Nói cho cô chú nghe coi. Hả? À? Ba nó ở trong đây, ba nó nói hả? Nó ó ó ó lia lia vậy đó. Leo lên cửa sổ nó dòm cái nó ó ó ó. Rồi cái gặp cái mưa đá nó rớt lên cái hồ cá đó, nhảy lưng bưng, cái anh thấy anh dòm anh ó ó. Trời ơi nhảy là trời, khoái chí nhảy vậy đó hả? Mọi người thấy làm sao? Chứ em là em lần đầu tiên thấy mưa đá này, đâu có em thấy sợ rồi đó. Trời ơi, đi ngoài đường mà nó vỗ lên đầu chắc chấn thương sọ não chắc chết quá. Thôi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video nha. Nhớ subscribe kênh của em và thả cho em một like. Nếu như cảm thấy yêu thích video này, hãy đăng ký bấm chuông để nhận được nhiều thông báo hơn khi mà em up video nha. Bye bye và hẹn gặp lại vào những video sau.